Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của Quỳnh Nhung TV. Rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một món ăn sáng rất là quen thuộc. Có lẽ món ăn sáng thì không thể thiếu cho tất cả chúng ta, phải không ạ? Và món ăn sáng này mình muốn giới thiệu với các bạn là bánh mì kẹp trứng nha. Với món ăn này thì cách làm rất là đơn giản. Như vậy thì bạn nào yêu thích món ăn này thì cùng thực hiện ngay với mình nhé. Và nguyên liệu để thực hiện món ăn sáng hôm nay thì gồm có trứng nè và bánh mì, cắt miếng sẵn mình mua sẵn đó các bạn, và một trái cà, có thể thay thế bằng cải hoặc là dưa leo nè. Trứng thì các bạn có thể là dùng trứng gà cũng được ha. Đầu tiên thì mình sẽ đi áp chảo cái miếng bánh mì này nha, để cho cái miếng bánh mì này nó giòn hơn tí xíu nè các bạn. Thì bánh mì này thì mình mua ở siêu thị thôi, các bạn mua ở siêu thị thì nó có nhiều loại lắm, nhưng mình sử dụng loại có hạt nè. Và buổi ăn sáng hôm nay thì nhà mình chỉ có 2 người ăn, cho nên là mình sử dụng 4 miếng bánh mì với lại là 2 quả trứng thôi, vừa cho khẩu phần của 2 người ăn nè. Như vậy thì mình đã áp chảo, nó đã giòn nóng rồi, mình sẽ để ra ngoài ha. Tiếp theo thì mình sẽ cho dầu vào đây và mình sẽ chiên trứng nha. Và cái sở thích của mỗi người khác nhau, các bạn có thể chiên trứng ốp la nè, có thể là mình chiên cho nó chín luôn, hoặc là một phần 7 phần 9, 3 phần còn hơi sống sống tí xíu thì cũng được, thì tùy theo cái khẩu vị và sở thích của mỗi người mà các bạn chiên nha. Mình thì cũng không có khéo tay mấy nè, mình chiên cái trứng này nó hơi xấu xấu nè. Còn bạn nào mà khéo tay hơn mình ha, các bạn mà tạo hình cái miếng trứng á, mình chiên á, sao cho nó vuông vừa với miếng bánh mì luôn á. Như vậy khi mà mình bỏ vào miếng bánh mì thì nó sẽ đẹp ha. Rồi thì mình chỉ tạo hình được như thế này thôi ha. Đó, bây giờ thì mình sẽ để nó ra dĩa luôn nè. Và theo mình thấy thì làm bánh mì kẹp trứng như thế này thì các bạn nên sử dụng trứng gà sẽ ngon hơn á. Với lại nhà mình hôm nay hết trứng gà cho nên là mình tạm sử dụng trứng vịt nha. Nhưng mà ăn cũng được á các bạn, cũng không đến nỗi đâu. Tiếp theo thì mình sẽ cắt trái cà này ra ha. Trái cà này thì mình sẽ cắt từng miếng nhỏ nhỏ với lại mỏng mỏng thôi. Thì nói chung á, cái rau ăn kèm theo thì các bạn cũng có thể thay thế bằng dưa leo nè, hoặc là cải á, cải salad á, cũng rất là ngon. Mình thì có nhà có cà sẵn với lại cải sẵn thì mình sử dụng luôn. Và bây giờ thì công đoạn cuối cùng của mình là bỏ một miếng cải nè, cải này ở nhà của mình trồng luôn á, sử dụng một miếng cải thì như thế này thôi ha. Và mình sẽ tiếp tục bỏ lên là một miếng trứng luôn nè. Rồi một miếng trứng như thế này luôn ha. Thì các bạn thấy mình tạo hình lúc nãy nó không được đẹp á, nhưng mà mình bỏ vào cái miếng bánh mì này á, tương đối vừa vặn nha. Rồi cho thêm một ít cà nữa. Trời, mình tạo hình cũng dễ thương quá ha. Cái màu cà nhìn đỏ đẹp quá trời luôn nè các bạn. Rồi hai miếng cà như thế này được rồi nè. Mình nói thêm á, khi mà các bạn làm cái món bánh mì kẹp trứng thì ngoài trứng ra các bạn cũng có thể là thay thế hoặc là mình bỏ thêm là thịt chiên nha, hoặc là xúc xích nè, hoặc là chả thì tùy theo thôi. Nhà mình ăn sáng hôm nay thì mình muốn ăn đơn giản thôi. Và sau khi mình bỏ cà trứng lên rồi thì mình cho một ít mayonnaise nha, để cho nó có một cái vị béo, ăn không ngán nè. Và mình cuối cùng thì mình sử dụng tương ớt. Mình chỉ có như vậy thôi đó các bạn. Rồi xong rồi nè các bạn. Và hôm nay thì mình sử dụng có hai cái gia vị chính, đó là mayonnaise với lại là tương ớt nè. Khi mà mình kết hợp với mayonnaise vô thì ăn cảm giác như béo nè, không ngán. Và cái tương ớt thì tạo cho một cái độ mặn vừa phải với lại cay cay, làm cho mình kích thích cái vị giác á. Và món này rất phù hợp cho các bạn nữ của chúng ta mà có ý định ăn kiêng giữ dáng á, thì buổi sáng các bạn ăn món bánh mì kẹp trứng này á, tuy là các bạn thấy nó đơn giản nhưng mà nó cũng đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho chúng ta nè, làm cho chúng ta không mất hoặc là thiếu chất nè. Tuy nhiên thì nó cũng làm cho chúng ta no lâu nè, no dai, thì như vậy thì các bạn cũng có thể giảm một lượng calo đáng kể khi mà mình nạp vào. Do đó thì mình kết hợp với tập thể dục nữa thì như vậy thì mình cũng giảm cân rất là hiệu quả. Một cái món ăn rất hiệu quả cho các bạn có ý định là ăn kiêng nha.
Và cuối cùng đây là cái món bánh, làm một cái miếng bánh mì thứ hai để mình kẹp trứng vào nè các bạn. Thấy cái màu đỏ của cà rất là đẹp, với lại tương ớt và mayonnaise mà các bạn kết hợp lên, cái mình để một miếng cải dưới nhìn rất là sinh động luôn các bạn. Đây các bạn nhìn thấy ha, rất là hấp dẫn, rất là muốn ăn, và đặc biệt ăn sẽ không có ngán, làm cho chúng ta rất là dễ ăn, rất là ngon luôn. Nếu như mà mình muốn ăn ớt thêm tí xíu thì các bạn cũng có thể cắt lát ớt bỏ vào nha. Nhưng mà hôm nay thì mình sử dụng một cái chế độ ăn ăn kiêng á, cho nên là mình phối vào bánh mì này nó đơn giản. Và đặc biệt là cái bánh mì này các bạn, nó có một cái vị hơi hơi mặn mặn rồi, và nó kết hợp với hạt ở trong đó nữa, cho nên là khi các bạn ăn sẽ không ngán, mà ngon, rất là ngon luôn. Đó, rất là ngon ha các bạn. Như vậy thì mình mời các bạn cùng thưởng thức nha. Và mình chúc cho tất cả các bạn có một buổi sáng rất là ngon miệng nè, có một buổi sáng đầy đủ dinh dưỡng nha. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn bấm cho mình một like, một lượt đăng ký, và đừng quên bấm vào biểu tượng cái chuông để có thể tiếp tục theo dõi những video mới nhất của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo nè.